Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, tối qua tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân và đoàn kiều bào tiêu biểu đã tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương năm 2024 tại đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chúc Tết đến bà con kiều bào và người dân trên cả nước. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số địa phương. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca người sáng, chương trình giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động của Xuân quê hương năm 2024. Mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình gửi gắm thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong chiến đấu, xây dựng và phát triển. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của cộng đồng kiều bào, nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Trong năm qua, tôi đã có dịp đi thăm một số quốc gia, gặp gỡ bà con kiều bào và bên thềm Tết cổ truyền của dân tộc. Được lắng nghe những chia sẻ của bà con, tôi rất xúc động. Tôi cảm nhận được khát vọng và ý chí vươn lên, cảm nhận được mong muốn, khát khao, chung tay đóng góp vào sự phát triển đất nước. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần, vật chất, và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định trong thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và toàn diện hơn, thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện để 6 triệu kiều bào cùng hướng về quê hương. Việt Nam đang vững bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực thành công khát vọng ấy, đòi hỏi phải phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chúc Tết bà con kiều bào trên toàn thế giới và đánh trống khai hội mừng xuân. Với nhiều sự kiện được tổ chức có quy mô lớn, chương trình Xuân quê hương đã mang đến cho kiều bào một mùa xuân ý nghĩa, đậm chất văn hóa và tràn đầy nghĩa tình với những trải nghiệm đáng nhớ. Đây cũng là điểm nhấn văn hóa và nghệ thuật đặc sắc trong lòng cộng đồng kiều bào và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến xuân về. Chiều qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự chương trình Tết sum vầy xuân tri ân, thăm tặng quà cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Phát biểu chúc Tết, động viên công nhân người lao động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi khởi xướng nhiều phong trào, chương trình an sinh, không chỉ chăm lo cho người dân thành phố mà lan tỏa đến các vùng lân cận, vùng sâu, vùng xa. Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là thành phố nghĩa tình, thành phố của yêu thương, thành phố mà ở đây những vấn đề khó khăn trong đời sống công nhân, người lao động, sinh viên, người dân luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết. Ở thành phố này, tôi nhớ có một cái truyền thống mà rất là tốt đẹp. Hàng năm, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các quận huyện vẫn dành thời gian đến với công nhân, đến với sinh viên trong những ngày lễ, trong những ngày giáp Tết. Lúc vui thì đến, lúc buồn, lúc khó khăn thì lại đến nhiều hơn. Rất là nhiều bà con lao động về thành phố này làm việc, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Và cái việc chăm lo trở lại cho người lao động cũng là một lẽ thường tình, thể hiện cái tình cảm của lãnh đạo đối với những cái đóng góp của anh chị em công nhân, người lao động chúng ta. Tôi đánh giá rất là cao nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong các năm vừa qua, trong tất cả mọi mặt, từ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại,
thực hiện các cái chương trình an sinh để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi chúc cho các anh, các chị một năm mới thật là mạnh khỏe, bình yên, hạnh phúc. Phát biểu đáp lời, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo toàn hệ thống chính trị chú trọng tổ chức chu đáo các hoạt động phục vụ nhân dân mừng năm mới lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Thành phố tổ chức gần 100 hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán để phục vụ người dân. Tại chương trình, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao 500 phần quà tới công nhân, người lao động, những hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Gửi thông điệp cho công nhân, người lao động nhân ngày 23 tháng Chạp, Chủ tịch nước chúc từng người, từng gia đình sẽ sửa sang, dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những điều cũ và tạm quên đi ưu tư, trăn trở, mở lòng suy nghĩ về những điều tốt đẹp hơn trong tương lai và sẵn sàng cố gắng, nỗ lực và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với những kỳ vọng tốt đẹp. Chiều qua, hơn 200 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng tham dự chương trình họp mặt Xuân quê hương 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, tình cảm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài. Nhiều kiều bào trong lần đầu trở về quê hương vào dịp Tết không giấu được sự hân hoan vui mừng khi được tham dự chương trình họp mặt. Mình về mình có cái cảm xúc là dân trào, là bây giờ nhìn thành phố phát triển và nhiều cái mà rất là bỡ ngỡ. Vì mình rất là mong sau này mình sẽ đóng góp gì đó cho quê hương, mình rất là hướng về quê hương. Mỗi năm mình đều được về thăm quê hương vào những dịp Tết. Nhưng mà lần này mình thấy là rất là khác biệt vì được tham gia chương trình Xuân quê hương này và cảm thấy đất nước của mình là ngày càng phát triển. Mọi người đến đây với một cái cảm xúc rất là bồi hồi, xúc động, bởi vì khi quay trở về Việt Nam vẫn cảm thấy cái hương vị ấm áp của quê hương mình với cái Tết cổ truyền rất là tươi vui. Tại chương trình, kiều bào được gặp gỡ và chia sẻ những tâm tư tình cảm với lãnh đạo nhà nước và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, cũng như thắt chặt hơn nữa tình cảm tốt đẹp của cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới, dù sống ở nơi đâu vẫn luôn hướng về quê hương, đóng góp và xây dựng cho quê hương giàu mạnh, là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã trình bày những thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm qua, cũng như các kế hoạch mà thành phố sẽ thực hiện trong năm 2024. Thành phố sẽ tập trung vào công tác chuyển đổi số, kết nối dữ liệu quốc gia, thực hiện hiệu quả nghị quyết 98 phát triển thành phố, thu hút các nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh hoàn thành tuyến metro số 1. Bà con của mình trong thời gian vừa qua đã hướng về đất nước thì tiếp tục là quan tâm góp ý, tiếp tục là đầu tư về, tiếp tục là kết nối các nguồn lực, tiếp tục là giới thiệu cho thành phố, cho đất nước để làm sao có điều kiện để phát triển hơn. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là chúng ta không chỉ là hướng về quê hương bằng kiều hối, bằng sự đầu tư trực tiếp, mà cái góp ý bằng cái kết nối các cái nguồn lực, nhất là tri thức, công nghệ, đó mới là cái điều quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Và thành phố cũng xin cam kết là sẽ tạo những cái điều kiện thuận lợi để bà con trở về thành phố, trở về quê hương để thực hiện các cái công việc như đã nói ở trên. Và chúng tôi sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và thực hiện các cái ý kiến, góp ý của bà con. Thưa quý vị, trong không khí hân hoan phấn khởi chào đón Xuân Giáp Thìn 2024, dân tộc Việt Nam lại có thêm một niềm vui nữa là mừng đảng ta thêm tuổi mới. Trong suốt 94 năm qua, mùa xuân, đất nước, dân tộc và đảng ta luôn hòa quyện với nhau làm một, cùng làm nên những kỳ tích, viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại, làm thay đổi cuộc đời mỗi con người và vận mệnh cả dân tộc. Cách đây 94 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là kết quả của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập, Đảng đã nhanh chóng trở thành đội tiền phong chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, lấy việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ giai cấp và nhân dân làm mục đích cao cả.
Nhìn lại chặng đường năm 1930 đến năm 1975, chúng ta rất đủ tự hào, tin tưởng và biết ơn sâu sắc Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại đã luôn luôn sáng suốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác, viết tiếp vào lịch sử của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng những trang vàng chói lọi được thế giới ngưỡng mộ và đánh giá cao. Từ sau khi đất nước thống nhất, nhất là sau công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, rất tốt đẹp cho đất nước trong gần 40 năm qua, góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội 13 của đảng, đồng thời khởi động quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vàng của đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội 13 của đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các báo số ra hôm nay có nhiều tin bài đề cập đến bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, bài viết của Tổng Bí thư đã điểm lại một cách tóm tắt, chắt lọc nhất thành tựu của Đảng, những bài học kinh nghiệm, những yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới với tầm nhìn hướng mốc 100 năm ngày thành lập Đảng. Thực tiễn khẳng định ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong đó, việc nhìn thẳng vào những thách thức trong từng giai đoạn của sự nghiệp cách mạng và tập trung chấn chỉnh, giải quyết với quyết tâm cao nhất, đó là bản lĩnh chính trị mạnh mẽ giúp đảng ta đưa đất nước vượt qua được những khó khăn thử thách, ngày càng vững bước trên con đường phát triển. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, chiều qua, Quận ủy Quận 3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập đảng và lễ trao huy hiệu đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm thành lập, nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển toàn diện của đất nước, ghi nhận những đóng góp to lớn của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Đảng bộ Quận 3 trao huy hiệu Đảng cho 140 đảng viên, trong đó có một đảng viên nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Đồng thời, kết nạp thêm 49 đảng viên mới vào hàng ngũ của đảng. Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng qua, Quận ủy Quận 6 đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành. Đợt này, Quận ủy Quận 6 trao tặng huy hiệu đảng cho 81 đồng chí, trong đó một đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 14 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Dù tuổi đời và tuổi đảng khác nhau, nhưng trên cương vị nào, các đồng chí vẫn luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm, hiệp lực, cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận 6 nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung ngày càng giàu đẹp hơn. Mừng xuân Giáp Thìn 2024, tối qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ thành đoàn qua các thời kỳ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Với truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm qua, ngày 23 tháng Chạp đã trở thành ngày mà các thế hệ cán bộ đoàn cùng ôn lại những kỷ niệm không bao giờ quên của một thời tuổi trẻ sôi nổi với các phong trào đoàn, với tình cảm và niềm tin dành cho thế hệ cán bộ đoàn hôm nay. Các đồng chí cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, những phong trào ghi dấu ấn sâu đậm gắn liền với một thời thanh xuân. Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí ấm áp và ý nghĩa, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn giữa các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ, từ đó truyền lửa cho thế hệ cán bộ đoàn hôm nay tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.
Chiều ngày 2 tháng 2, Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie đã thực hiện chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kiev và gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm cuộc xung đột tại Ukraine sắp tròn 2 năm. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, bà Jolie tuyên bố Canada và Ukraine sẽ khởi động một nỗ lực mới nhằm thành lập một liên minh quốc tế để đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về nước. Một thực tế khác của cuộc xung đột là việc hàng ngàn trẻ em Ukraine bị chuyển sang Nga một cách bất hợp pháp, xa gia đình, nhà cửa và ngôn ngữ của mình. Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của việc đưa những đứa trẻ này trở về nhà. Kiev cho biết khoảng 20.000 trẻ em đã bị đưa từ Ukraine sang Nga hoặc lãnh thổ do Nga nắm giữ mà không có sự đồng ý của gia đình hoặc người giám hộ. Moscow thì cho rằng họ đang bảo vệ những đứa trẻ dễ bị tổn thương khỏi vùng chiến sự. Hồi tháng 9 năm ngoái, Canada cam kết cung cấp gói hỗ trợ nhiều năm cho Ukraine. Trong đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hỗ trợ quân sự trị giá 650 triệu đô la Mỹ trong 3 năm tới. Trong một tháng kể từ sau trận động đất nghiêm trọng xảy ra tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, tình trạng mất nước vẫn chưa được khắc phục, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân ở khu vực này. Ngày 2 tháng 2, chính quyền tỉnh Ishikawa cho biết hiện còn khoảng 40.000 hộ gia đình trong số 8 thành phố, thị trấn chưa thể tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt thông thường. Tổng chiều dài các đường cấp nước trong thành phố là khoảng 550 km và ước tính 70% trong số đó đã bị hư hại do động đất. Theo quy trình xử lý nước tại tỉnh Ishikawa, nước ban đầu được lấy từ các sông lớn, sau đó được chuyển đến các nhà máy xử lý nước, rồi mới phân phối đến từng hộ gia đình và các cơ sở xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hệ thống cung cấp nước đến từng hộ gia đình vẫn chưa thể vận hành bình thường do đường xá bị chia cắt, dẫn đến cơ quan chức năng không thể tiếp cận, tìm ra vị trí đường ống nước bị hỏng để xử lý. Giới quan sát đang thận trọng theo dõi những diễn biến tiếp theo sau khi một tòa án ở Hồng Kông, Trung Quốc hôm 29 tháng 1 ra lệnh thanh lý tài sản đối với Evergrande, nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới của Trung Quốc. Động thái này không chỉ gây ra làn sóng chấn động trên thị trường vốn và bất động sản đang mong manh của Trung Quốc mà còn tác động đến các nhà đầu tư toàn cầu. Đây là câu chuyện mà Nhìn Ra Thế Giới ngày hôm nay muốn nói đến. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 1, Tòa án đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã ra phán quyết tập đoàn bất động sản China Evergrande phải thanh lý tài sản để trả nợ. Thẩm phán Linda Chan nêu rõ Evergrande không đưa ra được kế hoạch tái cấu trúc hợp lý dù phiên tòa đã được trì hoãn nhiều tháng. Trước đó, trong phiên xử vào tháng 12 năm 2023, thẩm phán đã cho Evergrande thêm 2 tháng để đưa ra kế hoạch trả nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo tôi, đây là một tin xấu cho Trung Quốc. Giá cổ phiếu của Evergrande giảm 20% sau khi phán quyết của Tòa Hồng Kông được đưa ra. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo cho thị trường vốn toàn cầu. Những tác động của nó sẽ rất lớn bởi món nợ khổng lồ của Evergrande, cũng như việc công ty này có mạng lưới trên toàn thế giới. Các bên phụ trách thanh lý có thể đề xuất kế hoạch tái cơ cấu nợ mới cho các chủ nợ nước ngoài đang nắm giữ khoản nợ 23 tỷ đô la Mỹ ở Evergrande. Nếu họ xác định công ty có đủ tài sản hoặc nếu xuất hiện một nhà đầu tư mua lại một công ty với mức giá hợp lý trước khi nó bị một bên không thân thiện tiếp quản. Theo dữ liệu của Bloomberg, phần lớn các trái phiếu trên của Evergrande được định giá ở mức khoảng 0,015 đô la Mỹ một đô la mệnh giá giờ ngày 27 tháng 1, hai ngày trước thời điểm Tòa Hồng Kông phán quyết, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư có hy vọng rất thấp về việc có thể lấy lại được tiền. Cổ phiếu của Evergrande và các công ty con niêm yết đều bị đình chỉ giao dịch sau lệnh thanh lý tài sản. Evergrande có thể kháng cáo lệnh thanh lý tài sản, nhưng quá trình thanh lý vẫn được tiếp tục trong khi chờ kháng cáo. Đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của quá trình thanh lý tài sản kéo dài. Hoạt động của Evergrande sẽ ngày càng khó khăn hơn, vì hầu hết tài sản của Evergrande đều ở đại lục. Chưa rõ các chủ nợ có thể tịch thu tài sản như thế nào, và chính quyền sẽ phân chia thứ hạng thanh toán cho các trái chủ nước ngoài ra sao. Tình hình của các cổ đông thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Các chuyên gia về thanh lý cho biết, bên phụ trách thanh lý sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi đại diện vì Quảng Châu, nơi Evergrande đặt trụ sở, không phải là một trong ba thành phố của Trung Quốc công nhận các lệnh thanh lý với Hồng Kông. Các nhà đầu tư quốc tế sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu các tòa án đại lục có thể chấp nhận phán quyết của tòa án Hồng Kông hay không.
Điều đó có thể đặt ra một tiền lệ quan trọng liên quan đến khả năng Hồng Kông có thể thi hành các phán quyết pháp lý ở Trung Quốc. Nếu tỷ lệ thu hồi thanh lý tốt hơn mọi người mong đợi, hoặc các chủ nợ mất kiên nhẫn với tất cả các chủ đầu tư đang trong quá trình tái cơ cấu, thì tôi nghĩ một số chủ nợ sẽ làm tương tự như trường hợp của Evergrande để tìm cách tăng khả năng thu hồi vốn. Việc thanh lý tài sản của Evergrande sẽ là một trở ngại lớn đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang vật lộn phục hồi sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Năm 2023, doanh số bán nhà mới của 100 công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc đã giảm hơn 30%, xuống còn 451,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 64 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư vào bất động sản đã giảm 9,6% trong cùng năm, ghi dấu năm giảm thứ hai liên tiếp. Hầu hết các nhà kinh tế đều dự báo rằng Trung Quốc sẽ tăng trưởng chậm hơn vào năm 2024. Một cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng tồi tệ có thể làm suy yếu thêm nhu cầu và làm rung chuyển hệ thống tài chính của nước này. Để ngăn cuộc khủng hoảng bất động sản trở nên tồi tệ hơn, chính phủ Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp để cải thiện doanh số bán nhà và tăng cường thanh khoản cho các công ty địa ốc nặng nợ. Tô Châu, Thượng Hải, Quảng Châu đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong nỗ lực thúc đẩy nhu cầu của người mua. Trong một biện pháp hỗ trợ khác, khoản vay trị giá 330 triệu nhân dân tệ, tương đương 46 triệu đô la Mỹ cho một dự án phát triển do nhà nước hậu thuẫn đã được phê duyệt chỉ vài ngày làm việc sau khi chính phủ công bố cơ chế danh sách trắng các dự án bất động sản. Các biện pháp mới nhất bổ sung vào một loạt chính sách hỗ trợ ngành bất động sản của Trung Quốc được triển khai trong năm qua nhằm vực dậy lĩnh vực quan trọng. Các biện pháp mới cũng được cân nhắc tính đến tác động từ lệnh của tòa án đưa Evergrande, từng là nhà phát triển bất động sản bán chạy nhất Trung Quốc, vào tình trạng thanh lý với khoản nợ hơn 300 tỷ đô la Mỹ. Theo các nhà kinh tế, ảnh hưởng lâu dài là bất động sản sẽ chiếm một phần nhỏ hơn trong nền kinh tế Trung Quốc và bị thay thế bởi các ngành công nghiệp khác như công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiêu dùng. Năm nay, Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đều được nâng dự báo tăng trưởng. GDP Mỹ được kỳ vọng tăng 2,1% cho năm 2024 nhờ sự hỗ trợ từ tiêu dùng và chính sách tài khoá, còn GDP Trung Quốc có thể tăng 4,6%. Điều này phản ánh hỗ trợ tài khoá từ chính phủ và tác động của khủng hoảng bất động sản lên tăng trưởng nhỏ hơn dự báo. Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế toàn cầu công bố hôm 30 tháng 1, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới. Theo đó, GDP toàn cầu có thể tăng 3,1% năm 2024, thêm 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm 2023. Dự báo cho năm 2025 không đổi là 3,2%. Dù vậy, tăng trưởng vẫn dưới mức trung bình giai đoạn 2000-2019 là 3,8%. IMF cho biết triển vọng toàn cầu được cải thiện nhờ chi tiêu công và tư tăng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng, chuỗi cung ứng dần hồi phục và giá năng lượng hàng hóa cũng nhích lên. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế trưởng của IMF cảnh báo các rủi ro suy thoái còn tồn tại, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các vụ tấn công trên Biển Đỏ có thể gây gián đoạn giá hàng hóa và chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, việc các nước hoãn công bố chính sách củng cố tài khoá trong bối cảnh năm nay diễn ra nhiều cuộc bầu cử lớn có thể vừa thúc đẩy hoạt động kinh tế nhưng cũng làm tăng lạm phát. Chỉ số chứng khoán Đức đang trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, những biến động thị trường, trong đó có vụ việc của Evergrande và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ họp bàn về lãi suất, có thể khiến chúng tôi bị ảnh hưởng. Mọi thứ diễn ra trong thời gian gần nhau và do đó tác động sẽ lớn hơn. Ngày 31 tháng 1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách lần thứ tư liên tiếp. Thị trường tiền tệ chao đảo với các phản ứng khác nhau trước quyết định của Fed khi đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng euro, sau lại mất giá so với đồng yên, trong khi lãi suất trái phiếu giảm nhẹ. Các nhà đầu tư ngày càng kỳ vọng rằng các cuộc họp tiếp theo, chẳng hạn như vào tháng 5 và tháng 6 là thời điểm Fed giảm lãi suất. Hiện IMF giữ nguyên dự báo lạm phát toàn cầu năm nay là 5,8% và giảm còn 4,4% vào năm 2025. Thưa quý vị, sự trỗi dậy và sụp đổ của Evergrande minh họa vai trò trung tâm của Hồng Kông trong sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Dù các tòa án đại lục phản ứng thế nào, thì việc thực thi phán quyết thanh lý tài sản của Evergrande sẽ là một quá trình đầy thách thức. Đến đây thì Mục Nhìn Ra Thế Giới xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị vừa tổ chức chúc Tết tặng quà các gia đình chính sách và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cần Giờ và Nhà Bè. Đoàn do Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết các gia đình chính sách ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Đoàn cũng đến thắp hương, viếng bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Cần Giờ, tri ân công ơn và sự hy sinh lớn lao của các liệt sĩ với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng ngày, tại chương trình Tết Quân Dân với chủ đề Vì Nhân Dân Quên Mình, 60 phần quà đã được trao tặng cho bà con nghèo, gia đình chính sách tại hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè, giúp bà con đón một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc. Hơn 350 em thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tàn Tật Mồ Côi Thị Nghè đã được hòa mình vào một sân chơi đầy nghĩa tình trong chương trình Xuân Yêu Thương. Chương trình do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị mạnh thường quân tổ chức. Tại ngày hội, các em đã được tham gia những trò chơi dân gian, giao lưu với các tiết mục văn nghệ và thưởng thức những món ăn ngon ngày Tết. Những sự quan tâm, động viên của các chiến sĩ cảnh sát giao thông và các mạnh thường quân đã giúp các em tạm quên đi những mặc cảm, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng đã tặng cho trung tâm một số cái nhu yếu phẩm, quà tặng để hỗ trợ cho các bé trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Hy vọng chương trình này sẽ hỗ trợ cho các bé một cái mùa Tết thật là ấm cúng, hạnh phúc và đông đầy. Những món quà Tết được trao là thông điệp nhân ái, nghĩa tình, sẻ chia của toàn xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo mọi trẻ em đều được đón Tết. Đường Hoa Mai Vàng ở xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh vừa chính thức mở cửa chào đón người dân đến tham quan và mua sắm với hơn 40 gian hàng trưng bày. Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức. Những ngày này, anh Lưu ở xã Bình Lợi dành nhiều thời gian để chăm chút vườn mai giảo hơn 20 gốc. Vì là loại mai lớn nên số lượng cây giới hạn, du khách đến với đường mai thích thú trước cây mai đang nở rực rỡ. Năm nay dự kiến ra cũng cỡ 10 cây, 20 cây, giá tầm từ 20 tới 30 triệu. Khoảng chắc cũng có từ 40 đến 50 ấy, chủ yếu là mai đất. Hơn 10 năm có một cây nên không có nhiều để ra thị trường. Mai ghép siêu bông Bình Lợi là loại mai mới được chủ vườn mai này đưa ra thị trường trong dịp Tết năm nay. Năm nay thì do có cái giống mai mới là siêu bông Bình Lợi thì tôi thấy cái mặt bông nó đẹp, nó nhiều cánh, nó lâu rụng. Ta mua rất là nhiều, thậm chí bây giờ là cái số lượng mai mà tầm trung và nhỏ thì vườn tôi đã hết hàng. Thưa quý vị, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh thì có hơn 500 hộ trồng mai và tham gia trưng bày tại đường mai lần này thì có hơn 100 hộ. Và đến với đường mai Tết lần này thì mọi người có thể trực tiếp lựa chọn mua rất là nhiều loại mai với giá giảm từ 10 đến 20%. Ủy ban dân cũng định hướng làng mai vàng là một trong những điểm nhấn mà để tạo sự thu hút của khách du lịch và kết hợp du lịch và cái làng mai Bình Lợi để tạo được cái sự sức lan tỏa của đối với cái làng mai Bình Lợi này ra được các tỉnh lân cận, đồng bằng Nam Bộ và đặc biệt là cả nước. Đường mai Bình Lợi, huyện Bình Chánh năm nay được tổ chức trong 9 ngày, từ nay đến hết ngày 8 tháng 2 để phục vụ du khách, người dân vui xuân, thưởng ngoạn và mua sắm trang trí Tết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào, tạm biệt.